Mến chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi chuyên đề yoga dành cho Phật tử. Và mời các bạn tập luôn cùng với Kim Toàn nhé. Động tác đầu tiên, đan 10 ngón tay vào nhau, nâng cao vai của mình lên. Hướng sự chú ý vào trong ổ khớp vai này. Nâng cao cái vai của mình lên. Hôm nay thì Kim Toàn đã chia sẻ vào cái cách thực hiện tư thế động tác để đạt được cái hiệu quả cao nhất nhé. Thời gian giữ tĩnh động tác chúng ta có là 3 phút. Và Kim Toàn cũng không giải thích tại sao lại phải giữ 3 phút nữa. Việc của chúng ta là nâng cao cái vai của mình lên, kéo giãn toàn bộ các đốt xương sống lên trên, giữ thật tĩnh và hít thở tự nhiên, bình thường, thật thoải mái, thật lòng, thật thư giãn. Hít thở tự nhiên, bình thường. Cứ nhẹ đầu xuống, nhắm đôi mắt của mình lại, hướng sự chú ý vào sâu trong các đốt xương sống ngực và ổ khớp vai. Nâng cao hai tay và vai lên, rút dài mở rộng lồng ngực của mình sang hai bên và lên trên. Giữ thật tĩnh, thật nhẹ nhàng. Đừng cố gắng tạo ra một cái áp lực lớn, cứ nhẹ nhàng đủ đỉnh thôi. Tập với cái tâm thái là vuốt ve, chiều chuộng cơ thể của mình một chút, nâng cao lên, thật tĩnh, thật thoải mái, thật tĩnh, thật thoải mái. Càng chặt chẽ càng tĩnh, càng tốt. Thường thì chúng ta giữ khoảng tầm 40-45 giây trở lên. Giữ tĩnh tư thế được khoảng 40-45 giây nhé. Thì bắt đầu tay của chúng ta bị tê đi. Nhưng các bạn lưu ý là muốn bị có cái cảm giác bị tê đấy, thì chúng ta phải giữ được thật tĩnh, cái lực kéo, lực đẩy, lực vươn. Thôi buông tay của mình xuống, thật thoải mái. Tiếp tục với dài tay sang hai bên nhé. Kéo giãn cổ khớp vai dài sang hai bên. Từ từ xoay cổ của mình sang bên trái, hướng sự chú ý vào sâu các đốt sống cổ à. Đúng rồi. Thả lỏng các đốt sống cổ, hướng sự chú ý của mình vào sâu trong các đốt xương sống cổ. Cố gắng nhé, giữ thật tĩnh, cơi lực xoay. Đa phần thì chúng ta tập hơi vội và di chuyển động tác khá là nhanh. Chính vì vậy mà mình chưa cảm nhận được nhiều. Thì các bạn cố gắng nhé, hướng sự chú ý của mình vào sâu các đốt xương sống cổ. Đừng có vặn quá nhiều sức, vặn khoảng 70-85% sức của mình thôi. Và giữ ở cái lực vặn đó trong thời gian khoảng 3 phút. Thường thì sau khoảng 40-45 giây thì bắt đầu cái cơn đau nó dịu dần đi. Có nghĩa là thịt của chúng ta từ từ nó mềm dần ra, các đốt xương nó cũng mềm mại dần ra, và chúng ta cảm thấy rằng là máu huyết lưu thông tốt, và mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn. Ngay trong khi chúng ta giữ tĩnh tư thế động tác thì chúng ta cũng đã cảm nhận được cái sự dễ chịu đi kèm các cái sự đau mỏi ê ẩm. Và khi buông tư thế ra, nếu như cơ thể của chúng ta không có tổn thất nặng thì tự động mình cảm thấy rất là dễ chịu, thoải mái. Nhưng lỡ như cơ thể của bạn có tổn thất thì chúng ta cảm thấy khá là chối và khó chịu. Tuy nhiên thì đừng có quá là lo, theo thời gian tự động chúng ta sẽ hồi phục. Thật tĩnh nhá, không vội vã gì cả. Đừng dùng quá nhiều sức. Hít thở nhẹ nhàng, thoải mái, bình tĩnh. Cúi nhẹ đầu, nhắm đôi mắt của mình lại, thả lỏng toàn bộ cơ trên gương mặt. Từ từ chậm rãi này, thật chậm thôi, chậm xoay lại, đổi bên, thật chậm rãi nhá. Các bạn có thấy rằng là Kim Toàn vừa tập vừa nhắm mắt tập cùng với các bạn, cho nên là rất là chậm, không cần nhanh quá, thật tĩnh nhá. Cúi nhẹ đầu xuống, nhắm đôi mắt của mình lại, thả lỏng toàn bộ cơ trên gương mặt, càng tĩnh càng tốt.
Hít thở tự nhiên bình thường. Nếu như mà các bạn muốn tăng cái sức chú ý của mình hơn nhiều lần thì dõi theo hơi thở của mình nhé. Có nghĩa là khi các bạn hít vào thì các bạn để ý rằng mình đang hít vào. Khi thở ra thì mình để ý rằng mình đang thở ra. Cũng có thể là mình đếm một, số lẻ thì hít vào, số chẵn thì thở ra. Trong 3 phút đó thì chúng ta chỉ cần cứ đếm thôi. Đếm từ 1 cho tới khoảng 180. Tất nhiên là động tác thì cũng không chuẩn lắm đâu. Nhiều khi Kim Toàn giữ bên trái với bên phải, thời gian nó cũng xô lệch. Không sao cả nhá. Thật tĩnh nhá. Lực xoay thật tĩnh. Và lưu ý là trong cái quá trình giữ tĩnh đấy, thì chúng ta cố gắng để ý đo lường xem cái cảm giác tức mỏi chối ở hai bên nó có lệch nhau nhiều không. Nếu như lệch nhau ít thì có nghĩa là thân thể của các bạn ít sự xô lệch, ít sự không cân bằng. Nhưng nếu như cái sự xô lệch không cân bằng có thể là 50-10, có nghĩa là một bên thì cái cơn đau khoảng 10 điểm, còn một bên thì cơn đau 5 điểm. Vậy thì sự xô lệch nó quá lớn thì chúng ta phát hiện ra rồi thì cố gắng để ý nghiêm túc một chút nhé. Thôi chậm rãi buông lỏng quay lại, thật đùng đỉnh thôi. Rồi đan 10 ngón tay vào nhau này, thật đùng đỉnh nhé, rất là dễ. Rồi bẻ cong cột sống, đổ dạp người về trước, đồng thời hơi đẩy cao cái tay của mình lên. Rát, rất là rát ở cánh tay. Hai buổi tập trước với buổi tập của ngày hôm nay thì động tác cũng khá là giống nhau. Cần thật tĩnh nhá. Rồi, vẫn cúi nhẹ đầu, thả lỏng cơ mặt, nhắm đôi mắt của mình lại. Hướng cái sự chú ý của mình vào ổ khớp vai, bắp tay và cái nhóm cơ lưng xô của mình. Dùng sức đẩy cao hai cái tay của mình lên. Có thể các bạn cảm thấy rất là rát, rất là tê, thì đây là một cái tín hiệu cực kỳ tốt. Có nghĩa là bộ phận đó máu huyết đang bị ách tắc và da thịt của chúng ta già nua, không được khỏe mạnh. Vậy thì chúng ta cần phải bóp, véo, tập giống như đi massage đấy, để cho thịt của chúng ta mềm đều ra. Và thịt càng mềm mại thì máu huyết lưu thông càng tốt, đào thải độc tố càng tốt, tái hấp thụ năng lượng càng tốt, hấp thụ và chuyển hóa năng lượng cũng rất là tốt. Đặc biệt là cái quá trình hồi phục ấy, nó diễn ra sẽ rất là nhanh. Thì các buổi trước Kim Toàn chia sẻ cũng cực kỳ nhiều rồi. Đối với những người trẻ tuổi đấy, cái quá trình phục hồi diễn ra cực kỳ nhanh, đào thải độc tố cực kỳ nhanh. Lý do là cái da thịt của họ rất là mềm mại, rất là trẻ trung và rất là tươi mát. Còn chúng ta càng ngày càng lớn tuổi dần lên thì da thịt của mình càng khô lại, càng già nua lại. Và các bạn có thể so sánh đối với những cái cành cây khô già đấy, thì những cái cành, những cái chồi non mọc ở phía xa, những cái cành khô già đó sẽ được cấp ít dinh dưỡng, dẫn tới là có thể là cái quả, cái trái không đậu, cái lá, cái cành không được mượt mà. Thôi buông tay, tê rồi đúng không? Rồi, dựng hai chân này, thấy cái bàn rất quen thuộc. Tay đưa xa về sau, hai tay cao bằng nhau nhá. Rồi đẩy lên. Gập cái đầu của mình lên. Hướng ánh nhìn về phía bụng nhưng vẫn nhắm mắt này. Thở lỏng cơ mặt mềm mại ra. Càng tĩnh càng tốt. Có những bài thì do là chuyển cái thông tin, thành ra là Kim Toàn tăng cái tốc độ ngôn từ lên rất là nhanh, nhiều khi còn chuyển cả áp lực vào đó. Và đến bản thân Kim Toàn tập luyện thì cái giọng của mình nó cũng bị méo đi, nó bị ngọng. Còn khi những bài mà Kim Toàn chia sẻ về chuyên môn thì Kim Toàn chia sẻ rất là chậm và đùng đỉnh nhá. Nó giống như là đưa cái cảm xúc vào trong da thịt và các ổ khớp của mình vậy. Động tác này cũng vậy này. Chúng ta cố gắng làm sao mà hướng sự chú ý của mình vào nhóm cơ lưng, đùi, mông, để đẩy, nâng cao toàn thân của mình lên.
vẫn luôn lưu ý là chọn một cái ngưỡng để chúng ta có thể duy trì được trong thời gian dài nhất có thể. Kim Toàn không ép các bạn là phải dùng bao nhiêu phần trăm sức, mà chỉ đưa ra con số gợi ý là tầm khoảng 70-85% tổng lượng sức chúng ta có thì chúng ta mới có thể duy trì được hết 3 phút. Nhưng có rất nhiều cô chú anh chị thì có thể là bị tổn thương đốt sống cổ hoặc tổn thương cái khớp cổ tay, dẫn tới là cổ tay của chúng ta yếu quá, không trụ được hết thời gian. Thì các bạn lại phải tự đo lường nhé. Trong trường hợp lưng của chúng ta đủ khỏe, cổ chúng ta đủ khỏe, nhưng cái cổ tay thì lại yếu, vậy thì chúng ta giảm bớt cái sức xuống để nó đồng bộ với sức khỏe của cái khớp cổ tay, và chúng ta kéo cái sức khỏe của cái khớp cổ tay lên. Còn trong trường hợp mà các bạn đau quá không thể chịu được thì hạ cái cùi chỏ xuống nhé. Không nhất thiết là phải tập chống bằng cả cánh tay, chúng ta có thể chống bằng mỗi cái cẳng tay của mình thôi. Rồi hạ xuống, rất là đơn giản đúng không? Khép hai chân lại, thế vặn người này, đưa cái tay phải của mình sang, cố gắng nhá, hóp hóp bụng lại, xoay đầu hướng về phía vai phải, rồi cúi nhẹ đầu xuống, nhắm đôi mắt của mình lại. Đúng rồi, hướng sự chú ý vào ổ khớp vai và các đốt sống ngực. Có cảm giác như mình đang ngồi thẳng cái lưng của mình lên, nâng cao cái lồng ngực của mình lên. Đúng rồi, mở rộng lồng ngực của mình sang hai bên. Có cảm giác như mình đứng thẳng dậy để tự tin, tránh cái trường hợp là chúng ta vặn nhưng chúng ta bị ngồi gù lưng, đúng không? Hướng sự chú ý vào ổ khớp vai phải, thẳng cái lưng của mình lên, thẳng cái lưng của mình lên. Rồi mở rộng lồng ngực sang hai bên, hít thở tự nhiên, bình thường. Mỗi một hơi thở ra, có nghĩa là hít vào thì không cần để ý, và khi thở ra thì chúng ta khóa chặt thêm cái lực đẩy ở ổ khớp vai phải, lực kéo ở ổ khớp vai trái. Càng chặt chẽ thì chúng ta càng cảm nhận thấy cơn tê nó đến càng nhanh và cường độ càng lớn. Tất nhiên là chúng ta sẽ cảm nhận được cái tốc độ lưu thông máu của chúng ta, cái tốc độ nhịp đập của tim của chúng ta tăng lên, cái tốc độ nhịp thở của chúng ta cũng tăng và nhanh hơn. Vậy thì quá trình trao đổi chất đang xảy ra rất là tốt, rất là hiệu quả. Và đây là một cái giải pháp tự chữa lành, tự chữa lành, tự trị liệu cả nhiều ngàn năm mà dân số nhé, nhiều ngàn năm qua, thậm chí là các cái bộ môn tương tự, những cái môn tập tương tự đã và đang dùng để chăm sóc sức khỏe từ đó cho đến tận bây giờ, nhiều ngàn năm qua đấy. Thật tĩnh nhá, hóa thật chắc, thật chặt. Càng tĩnh càng chắc, càng chặt càng tốt. Tĩnh chắc chặt, đúng rồi. Động tác không quá quan trọng là dễ hay khó, mà quan trọng vào là chặt chẽ. Càng chặt chẽ càng hiệu quả, càng chặt chẽ càng tốt, đúng không ạ? Thôi buông lỏng, đổi bên nào. Thôi xoay hop 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 cái bụng của mình lại, rồi thẳng cái lưng của mình lên, rồi xoay căng, xoay căng cái cổ mình về vai trái, hóa thật tĩnh, thật chắc, thật chặt, chắc chắn, chặt chẽ. Phải có sức khỏe và phải có sự kiên định, có thêm cả sự cảm thọ cơ thể nữa thì các bạn mới có thể giữ được thật chặt. Có thể là chúng ta chỉ dùng được khoảng 10% sức thôi, sức khỏe ở bộ phận đó nó chỉ có vậy thôi, hoặc nó khấu hao đi rồi và chỉ còn có vậy thôi, nhưng chúng ta cũng phải chặt 10%. Sau này các bạn khỏe hơn thì có thể tăng thành 3, 4, 5, 100% tổng lượng sức của mình có để duy trì được trong vòng 3 phút. Và theo thời gian ấy thì sức khỏe của chúng ta sẽ thay đổi, và chúng ta đo lường được là cái lực mà mình tác động vào cơ thể da thịt thông qua tư thế động tác sẽ tăng cái phần trăm lên,
và đạt đủ được cái thời gian. Cụ thể nhé, thời gian đưa ra là 3 phút. Nhưng chúng ta có thể giữ tĩnh trong vòng 3 phút đó hay không? Đấy mới là vấn đề. Mà muốn giữ tĩnh được trong vòng 3 phút đó thì chúng ta phải cố gắng để một cái lực tác động làm sao mà thật là vừa sức của mình. Giả thiết như các bạn yếu, các bạn chỉ dùng được khoảng tầm 10% sức của mình thôi, nhưng vẫn duy trì được trong 3 phút. Chúng ta cũng có thể có được 50% sức của mình nhưng vẫn trong vòng 3 phút. Cũng có thể có 100% sức của mình nhưng cũng duy trì được trong 3 phút. Rồi, vậy thì cái sự tĩnh chặt đó, tĩnh và chặt đó nhé, kết quả đến không chỉ đơn giản từ việc tĩnh chặt mà còn đến từ việc chúng ta có đủ thời gian thực hiện tư thế đủ thời gian với một cái lực vừa phải với sức của mình. Theo thời gian sức khỏe chúng ta tăng lên thì chúng ta cố gắng này, chắc hơn một chút, chặt hơn một chút. Thôi buông, quay lại. Thế lưỡi câu ngồi, co hai chân, rất là đơn giản, thẳng lưng lên. Rồi gập xuống. Các bạn có thấy rằng là Kim Toàn di chuyển từ động tác A sang động tác B. Động tác di chuyển rất là nhẹ nhàng và chậm rãi đúng không? Giống như tất cả những người tu tập, chúng ta di chuyển trông rất là đùng đình, nhẹ nhàng, chậm rãi. Thực ra là chúng ta chỉ cần cắt tất cả những tư thế động tác thừa đi thôi. Cũng giống như tất cả những cái vận động hàng ngày đấy, thì các bạn chỉ cần để ý một chút. Ví dụ như chúng ta muốn ngồi xuống một chiếc ghế thì chúng ta phải quan sát trước cái chiếc ghế đó một chút, sau đó chọn một chỗ mà mình ngồi đánh kịch một cái là xong, không cần phải di chuyển nữa. Chân mình gác lên một cái là xong. Ngay cả việc chúng ta nhấc cái cốc để uống nước, chúng ta cũng cầm một cái, nhấc lên đưa đúng vào miệng của mình là uống luôn. Chứ không phải là xoay đi xoay lại, tìm mãi mới được cái đuôi chén, cái quai chén, xong sau đó đưa lên miệng thì cứ xoay đi xoay lại các hướng. Và khi uống thì cũng không ước lượng được, chúng ta lỡ uống một miếng to quá, dẫn tới là bị sặc, hoặc do cái nước của chúng ta nóng quá, dẫn tới là chúng ta bị bỏng, có đúng không? Và thường những cái trạng thái cơ thể và tinh thần đùng đỉnh, chậm rãi, từ tốn chỉ có được ở những cái người mà họ có ý thức quan sát chính họ, lắng nghe chính họ. Và thường đúng là có ở những người tu tập thật tĩnh nhá. Thì các bạn có thể quan sát cái động tác tiếp theo nhé, mà Kim Toàn làm đấy, sẽ thấy rằng là rất nhẹ nhàng, đùng đỉnh, chậm rãi và không có động tác thừa, đúng không? Thôi nhổm dậy. Thế con công nhá, xoay người sang trái này, các bạn nhìn này, Kim Toàn ngồi dậy là xoay sang trái, một nhịp, hai nhịp, nằm xuống luôn, áp má trái xuống, rất là đùng đỉnh, chậm rãi đúng không? Chậm rãi và đùng đỉnh, chứ không phải có loẹt xoẹt, thu chân vào, thu chân ra, đúng không? Không phải do Kim Toàn tập tốt đâu, mà là do Kim Toàn cảm thọ cơ thể tốt. Trong quá trình các bạn tu tập thì Kim Toàn cũng tu tập, và tất cả những động tác thừa Kim Toàn cắt đi, không để lãng phí nữa, đúng không? Càng tĩnh càng tốt, càng chặt chẽ càng tốt. Tĩnh, chặt chẽ, càng tốt. Tĩnh, chặt chẽ, càng tốt. Tĩnh, chặt chẽ, càng tốt. Hít thở tự nhiên, đều đặn và bình thường. Hầu hết ở những người tu tập thì trạng thái cảm xúc của họ rất là ổn định, nhịp tim ổn định, huyết áp cũng ổn định, cảm xúc ổn định. Chính vì vậy mà nhịp thở của họ cũng rất là ổn định, cảm xúc của họ cũng ổn định. Càng tĩnh càng tốt nhé. Chúng ta chỉ đơn giản là thiền trong từng bộ phận cơ thể. Nhiều người thì bảo rằng là thiền rất là tốt, họ bảo rằng là thiền cực kỳ tốt. Họ cũng chứng minh bằng rất nhiều cách khác nhau chứng minh rằng thiền cực kỳ tốt. Nhưng không nhất thiết phải ngồi im một chỗ mới là thiền. Chúng ta có thể thiền trong từng bộ phận cơ thể. Ngay cả khi các bạn đang đọc báo hoặc đang làm việc thì cũng có một vài phận, bộ phận cơ thể
đang không cần làm việc gì cả. Và chúng ta thiền ở trong những cái bộ phận đó. Chứ để có cái thời gian mà thiền tuyệt đối, dừng tất cả các bộ phận, thì có lẽ chúng ta phải dành khá là nhiều thời gian để có thể cắt bớt được những cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống và dành thời gian cho bản thân mình. Thì mình mới có nhiều thời gian như vậy. Và đúng là nhiều thời gian như vậy thì chắc là chỉ có người trung và cao tuổi thôi. Cô chú anh chị cũng không có quá nhiều cái lo toan trong cuộc sống nữa. Và mình dành thời gian cho mình thôi. Thôi chống tay ngang vai, nhổm dậy này. Các bạn thấy rằng là Kim Toàn nằm rất gọn gàng nhá. Đúng không? Dựng cái chân trái lên, đè hông. Kéo một phát chuẩn luôn, đúng không? Đau thì đừng có đè căng quá. Không ai ép mình phải đè 100% sức. Các bạn có thể nhào người về trước như thế này để giảm bớt cái lực đè vào mặt trên đùi chân sau. Và các cái nhóm cơ ở mặt trên đùi chân sau đấy, đây là một trong những cái nhóm cơ cũng nhanh lão hóa nhất. Có nghĩa là chúng ta dùng vào hàng ngày rất là nhiều, nhưng mà cái chân của chúng ta rất là cứng. Có phải là cái động tác thì Kim Toàn làm khá là tốt. Các bạn có nhận thấy rằng là cái mặt trên đùi chân phải của Kim Toàn hạ rất là sâu đúng không? Nhưng thường cô chú anh chị nhiều tuổi và cô chú anh chị cũng chưa tập bao giờ. Thậm chí là còn không muốn tập nữa cơ. Không hiểu rõ được cái tác dụng của việc tập luyện. Hơn nữa là cái khu vực cô chú anh chị sống đấy cũng không có nhiều huấn luyện viên. Và ngay kể cả có huấn luyện viên đi chăng nữa thì chuyên môn của huấn luyện viên cũng chưa chắc đã tốt. Hầu hết mọi người chỉ tập trung vào cái việc là tập thôi và không để ý tới các cái kiến thức về chuyên môn. Cũng giống như các bạn học làm toán 2 × 2 = 4, đúng không? 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8. Nhưng lại không biết bảng cửu chương chia. Chúng ta có thể nhân và cộng rất là tốt, đọc vẹt. Nhưng chúng ta lại không biết bảng chia, hoặc không biết các cái phép tính mà giống như là toán thông minh ấy, rồi đè gối. Kim Toàn lấy ví dụ nhá. Duỗi thẳng cái chân trái này, gập sâu người xuống, càng căng càng rát thì càng tốt. Ví dụ như là các bạn cũng rất thích tập và chỉ quan tâm tới động tác thôi, tư thế nó đẹp đẹp là được rồi, chứ không quan tâm tới lý thuyết thực hành tư thế động tác để mình có thể cảm thọ tốt nhất. Cái chúng ta cần chính là sức khỏe và nội lực của mình, chứ không phải là ba cái động tác hời hợt và không có tác dụng gì về dưỡng sinh cả. Các bạn lưu ý nhé. Và cái điều đó thì không khác gì cái việc mà chúng ta học bảng cửu chương. Thì chúng ta có thể thuộc lòng, bảng nhân, từ bảng 2 cho tới bảng 9, bảng 10, đúng không? Nhưng chúng ta lại không hiểu và không nhớ bảng chia. 2 chia 2 bằng 1 thì dễ, nhưng mấy chia 2 bằng mấy thì không biết, ú ớ. Có nghĩa là chúng ta chỉ tập trung vào phần ngọn thôi. Và giả thiết 2 nhân hỏi chấm bằng 2 thì chúng ta lại càng không biết. Hoặc hỏi chấm nhân hỏi chấm bằng 2 thì chúng ta lại càng không biết tiếp. Có nghĩa là chúng ta chỉ tập trung vào cái việc là sử dụng các cái động tác tư thế của yoga giải quyết cái vấn đề nhu cầu thích tập luyện của chúng ta thôi. Chúng ta chỉ tập trung vào cái việc là thích và yêu thể thao, chứ chúng ta không coi thể dục, thể thao, cụ thể yoga là một cái công cụ trị liệu. Các bạn hình dung ạ. Rồi chống hai bàn tay xuống này, bước lùi chân trái về sau. Thấy con rắn. Rồi dựng hai bàn chân nhá. Động tác rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Nâng cao toàn thân của mình lên, căng, chắc, tĩnh và chặt chẽ. Rất nhiều cô chú anh chị đau các đốt thắt lưng, có thể là do bị thoái hóa, bị gai, bị thoát vị. Duyên của cô chú anh chị có thể là gặp Kim Toàn hơi muộn, thành ra là cái mức độ tổn thương nó hơi cao. Còn nếu như trong trường hợp cô chú anh chị mà độ tuổi trên dưới 40 đấy mà gặp Kim Toàn thì Kim Toàn có thể cam kết là cô chú anh chị có thể khỏi trên 90%. Còn trong trường hợp gặp Kim Toàn sớm hơn, khoảng 30 tuổi, thì Kim Toàn có thể khẳng định nhé, mỗi ngày tập 1 tiếng cùng với Kim Toàn, cái điều mà các bạn thu được lại là vô cùng lớn và cực kỳ xứng đáng với cái công sức mà các bạn bỏ ra. Vô cùng lớn nhé, và cực kỳ xứng đáng với cái công sức mà các bạn bỏ ra. Và cái sự thay đổi thì cực kỳ rõ rệt.
sẽ được đo lường theo thời gian tập luyện của các bạn, theo cái sự thay đổi mà cơ thể của các bạn tăng trưởng. Ví dụ như ban đầu thì chúng ta tập cái tư thế này chỉ giữ được tầm 30-40 giây thôi, còn lại thì đau lắm, không trụ được, đau cả cổ tay, đau cả lưng, đau toàn thân. Nhưng sau đó thì chúng ta giữ được 1 phút, 2 phút, thậm chí là nhiều phút mà không hề thấy đau gì cả. Vậy thì chúc mừng các bạn nhé, sức khỏe của chúng ta đã tiến bộ rất là tốt. Và các buổi trước thì Kim Toàn cũng chia sẻ cực kỳ nhiều rồi. Chả tội gì mà không khỏe cả, chả tội gì mà không đẹp cả. Trong trường hợp các bạn quá khó khăn mà không có điều kiện chăm sóc cơ thể thì cũng phải chịu thôi. Còn cái thời đại bây giờ, năm nay là 2024, thì đa phần cái việc là tự chăm sóc bản thân nhé, đa phần tất cả những cái việc là tự chăm sóc bản thân, chúng ta rất dễ dàng có thể tìm kiếm được mà không phải tốn kém chi phí gì cả, rất là dễ nhé. Rồi thế chó giúp mình nâng người lên, các bạn có thấy rằng là Kim Toàn làm rất làm sao nhỉ? Đều đặn, nhịp nhàng và không có động tác thừa. Đây chính là cảm thọ cơ thể rất là tốt và đo lường được thông qua tư thế động tác từ A sang B, đúng không? Thật tĩnh nhé, càng tĩnh càng tốt. Sau khi vào tư thế rồi thì ngủ một giấc, chả có vội vàng gì cả, cứ lặng lẽ ngủ một giấc, lặng lẽ ngủ một giấc, chả ai làm gì mình cả, thật tĩnh trong vài phút một tư thế. Hít thở tự nhiên, bình thường. Lưu ý là đừng có tăng cái lượng sức đè lên mạnh quá. Cụ thể ở tư thế này thì có rất nhiều người sẽ bị cứng cái ổ khớp gối và tổn thương cái khớp cổ tay, khớp vai, thậm chí là cả đốt sống cổ, dẫn tới là cô chú anh chị đè đau quá. Mặc dù đè rất là nhẹ, có lẽ là chỉ tầm khoảng 20% sức của bản thân mình thôi, nhưng mình cảm thấy đau lắm, không chịu được. Vậy thì suy ra là sức khỏe tổng thể tất cả các bộ phận của cô chú anh chị nhé, có thể là 10 điểm, nhưng cái cổ tay, cái khớp vai và cái cơ khoeo ở phía sau gấp gối của chúng ta đấy, nó chỉ có tầm khoảng 20% sức thôi. Và đúng là rất nhiều bộ phận trong cơ thể của chúng ta có lẽ là chỉ còn vài chục phần trăm khấu hao thôi, về chục phần trăm công suất thôi. Và thông qua các tư thế động tác, tập cả trong lẫn ngoài, trên dưới trước sau phải trái, và chúng ta sẽ có các cái phép đo lường so sánh thông qua kiểm tra từng bộ phận cơ thể, và thời gian kiểm tra là 3 phút thì chúng ta có thể đo lường khá là chính xác sức khỏe hiện tại của bộ phận đó đang còn bao nhiêu phần trăm. Có đúng không ạ? Tuyệt vời chưa? Rất là tuyệt vời đúng không? Làm gì có một cái công thức nào đó mà có thể đo lường được chính xác bộ phận nào đó của chúng ta có bao nhiêu phần trăm sức khỏe. Và cái việc đó thì chỉ dành cho chúng ta thôi. Chúng ta phải tự yêu bản thân của mình, tự kiểm tra, tự đo lường. Cũng giống như những cái bác sợ, những cái anh thợ sửa xe ô tô, xe máy đấy, các anh ấy mở cái xe của mình ra và các anh ấy kiểm tra và xem cái khấu hao của những bộ phận đó hiện tại đang còn bao nhiêu phần trăm, cái gì thì cần thay thế, cái gì thì bao giờ cần thay thế, có đúng không ạ? Thì tương tự như cơ thể của chúng ta cũng vậy thôi. Rồi, bình tĩnh này, duỗi thẳng người ra, bước cái chân phải lên thì con công. Các bạn nhìn thấy rằng chúng ta đặt một phát chuẩn luôn này, đúng không? Rồi, áp cái má phải của mình xuống thảm, càng tĩnh càng tốt nhé. Và theo thời gian thì cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, nhờ cái quá trình giữ động tác rất là lâu, đến tận 3 phút, và nhờ chúng ta rất là yên tĩnh, rất là bình tĩnh, rất là chậm rãi, cảm thọ cơ thể thật đùng đình, đưa một cái lực đè, lực kéo, lực vặn thật là hợp lý đối với cơ thể của mình. Có rất nhiều cô chú anh chị thì ở cái tư thế này không thể kéo được cái cẳng chân ngang với chiều dài của thảm. Lý do là cái ổ khớp gối của chú anh chị có tổn thất, hoặc chỉ đơn giản là khô cái khớp gối thôi, hoặc cũng có thể là bị các bệnh về khớp gối, hay cái khớp háng của mình cứng quá, các cái cơ khoeo
rồi các cái cơ lược, các cái ổ cối ở khớp háng của mình ít nhiều bị lão hóa, dẫn tới là bị cứng. Thì cô chú anh chị đừng có quá lo nhé. Theo thời gian thì tự động đấy, nó sẽ mềm ra. Và cũng chẳng cần phải kiểm chứng làm gì cho nó mất thời gian. Mình chỉ cần để ý một chút xíu thôi. Ngày hôm trước thì mình tập những tư thế đó, nó cứng. Và cuối buổi của ngày hôm đó thì kiểu gì cũng mềm ra một chút. Và ngày hôm sau chúng ta lại tập một chút nữa. Cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy thì chắc chắn nhá, da thịt của chúng ta sẽ cực kỳ mềm, cực kỳ là tươi mát. Chắc chỉ vài ba tháng thôi, cái công sức các bạn bỏ ra rất là thỏa đáng. Thôi chống tay ngang vai, rất là đồng đình này, nhổm dậy. Đèo không nhá, khi các bạn tập với Cung Toàn đến tận bài của ngày hôm nay đấy, thì các bạn cũng ít nhiều nắm được cái cách tập của Kim Toàn rồi đúng không? Động tác cực kỳ đơn giản, giữ rất là tĩnh trong thời gian khoảng 3 phút. Và cái mật độ tĩnh ở đây có nghĩa là cái cường độ tĩnh ở đây được đo lường chính xác là bằng cái lực mà các bạn đè nén lên cơ thể của mình, đè ép nén lên cơ thể của mình nhé. Cụ thể như động tác này, Kim Toàn đang gần như là thả toàn bộ trọng lượng cơ thể của thân trên và thân dưới đè vào mặt trên đùi của chân phải. Có nghĩa là dùng chính cái trọng lượng cơ thể của mình để đè lên da thịt của mình. Kim Toàn càng thả lỏng phần thân trên thì lực đè xuống càng mạnh, càng quyết liệt và càng dữ dội. Thì cũng giống như các bạn thôi, đừng có đè nhiều quá. Có ai bắt mình phải đè nhiều quá đâu. Đè nhiều quá thì mình kêu ai đau, đau lắm, không chịu được đâu, không tập được đâu, đúng không? Vậy thì chả tội gì mà làm như vậy nhé. Cũng giống như chúng ta đi massage bấm huyệt thôi, chọn cho mình một cái lực bóp thật là vừa sức. Cũng giống như chúng ta đi gội đầu thôi, chọn cho mình một cái lực gãi thật là vừa sức. Mình nhắc cái bạn mà bạn gội đầu cho mình đấy, nhắc cái bạn bạn massage cho mình đấy, em ơi như vậy thì hơi đau, em giảm cái lực xuống còn tầm đó, tầm đó, tầm đó thì sẽ vừa sức với chị. Nếu như chúng ta nhạy cảm và chúng ta có đủ cái con số đo lường thì chúng ta sẽ nhắc họ chính xác, em ơi em bóp như vậy thì chưa đủ ngấm vào da thịt của chị đâu hoặc của anh đâu, thì em tăng lên tầm khoảng 20% sức nữa thì chị sẽ cảm thấy rất là hài lòng, có đúng không? Chả tội gì mà chúng ta không nhắc nhở những cái người đó. Thì tương tự như vậy, chúng ta đang tự dùng não bộ của mình nhắc nhở các cái bộ phận cơ thể của mình, chứ không phải là chúng ta làm việc theo kiểu bản năng, cứ đè bừa xuống cái nhé. Làm như vậy rất là hời hợt và rất là lãng phí cái công sức tập luyện của mình, thậm chí là lãng phí cả cái sinh mệnh sống của mình nữa. Rồi đè gối, rồi đè gối này, rút thẳng chân phải của mình ra, gập sâu người xuống, căng chắc và thật tĩnh. Tĩnh nhá, căng chắc tĩnh, lực đè thật là ổn định vào cái cơ khoeo ở khớp gối. Khó nhất trong dòng Yin Yoga chính là chúng ta lựa cho mình cái lượng sức phù hợp với bộ phận cơ thể ở chỗ đó thông qua tư thế động tác, và phải giữ tĩnh trong vòng khoảng 3 phút. Tất nhiên là không chính xác tuyệt đối 3 phút. Có nhiều tư thế động tác thì Kim Toàn chỉ duy trì tầm 2 phút, thậm chí là hai chân đổi bên. Nhưng vẫn có bên nhiều bên ít, vì trong quá trình là Kim Toàn giữ tĩnh động tác còn chia sẻ các kiến thức về chuyên môn, chia sẻ các kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động. Chính vì vậy mà không thể tĩnh và chuẩn tuyệt đối được. Nhưng không sao nhá, ai đó mà đang tập với kênh của Kim Toàn thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được những cái điều cực kỳ bất ngờ. Lý do rất đơn giản là cái dòng Yin Yoga Kim Toàn dạy không giống một huấn luyện viên nào cả. Không phải là Kim Toàn tạo ra sự khác biệt, mà dòng Yin Yoga rất kén người tập, rất kén người tập nhé. Dòng Yoga này không hướng vào công cụ mà hướng vào đi tìm nguyên nhân. Đi tìm nguyên nhân, sau khi biết được nguyên nhân thì chúng ta sẽ tìm được công cụ phù hợp để giải quyết vấn đề của mình. Và dòng Yin Yoga không dành cho những người thích tập thể thao hay là thích tập yoga, mà chỉ dành cho những người muốn sử dụng cái công cụ yoga để giải quyết vấn đề của mình. Có nghĩa là yoga cũng chỉ là một công cụ thôi để giúp các bạn giải quyết được cái vấn đề mình đang mắc phải. Ví dụ như các bạn đang đau cổ, vai gáy, khó ngủ, mất ngủ,
thì Jin Yoga là một trong những cái công cụ để giúp các bạn giải quyết được vấn đề đó, vì nó phù hợp với điều kiện của các bạn. Thôi nhổm dậy, thu hai chân lại, Thanh Hùng quỳ, khép chặt một đặt, hai đặt, xong. Đúng không? Thoải mái. Rồi, hướng sự chú ý này, toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình đè vào cái khớp cổ chân. Đúng rồi. Nhưng vẫn luôn lưu ý nhé, là mỗi ngày một chút, chúng ta chạm hai cái gót chân của mình vào nhau. Đúng không? Thật tĩnh. Đúng rồi. Thật tĩnh. Thật tĩnh. Đúng rồi. Càng tĩnh càng tốt nhé. Đúng rồi. Tĩnh. Càng kham nhẫn được bao nhiêu thì các bạn càng kích hoạt được cái năng lực chữa lành của bản thân. Cơ thể của chúng ta cực kỳ là tuyệt vời. Có lẽ là các bạn không bao giờ biết được nó tuyệt vời đến cái mức độ nào đâu. Một phần cuộc sống của chúng ta thuần túy, không có nhiều những cái biến động trong cuộc đời. Rất nhiều người cả đời chỉ làm một hai việc thôi và sống đơn giản nhẹ nhàng ở cái khu vực của mình. Thành ra là các bạn cảm thấy rằng là cuộc sống không có quá gì nhiều biến động, biến cố. Thành ra các bạn chưa bao giờ kích hoạt được hết tất cả những cái sức mạnh đang ngủ quên ở trong cơ thể của mình. Nhưng đúng là có rất nhiều người, có lẽ là đời sống vật chất của họ cũng rất là kém, không tốt bằng mình, bao gồm cả sức khỏe, cả trí tuệ, cả cảm xúc. Nhưng do cái môi trường sống của họ rất là phong phú, giống như các cụ bảo rằng là, các cụ bảo rằng là năm chìm bảy nổi đấy. Năm chìm bảy nổi đúng không? Rất là chồng chành bấp bênh về mọi mặt. Và trong quá trình chồng chành bấp bênh về mọi mặt, cũng giống như là chúng ta được trời ban, được trời ban nhé, cho cái sự vất vả mệt mỏi đó. Và đấy chính là cái cơ hội để cho chúng ta tự tiến hóa, tự mạnh mẽ, có đúng không? Nhưng cái điều thú vị của yoga nằm ở đây, đó là các bạn tự tạo ra cái môi trường khó, vất vả, mệt mỏi thông qua các tư thế động tác. Và chúng ta không cần phải có một cái môi trường tự nhiên nó như vậy, mà chúng ta còn hoàn toàn tự tạo ra được một cái môi trường theo ý của mình, theo mong muốn của mình, nhằm cái mục đích là nâng cao sức khỏe của mình lên, nâng cao các cái chất lượng cảm xúc của mình lên, đúng không? Và giúp chúng ta tự chữa lành những cái tổn thương có từ quá trình lao động, sáng tạo, làm việc, học tập, vui chơi giải trí, hoặc do cơ thể của chúng ta bị lão hóa do không dùng tới trong một thời gian dài. Rồi chống tay trái của mình sang ngang, nghiêng người, duỗi hai chân về trước, một tay túm hai ngón chân cái kẹp vào nhau, lướt dài cuộc sống của mình về trước, khóa chặt. Các bạn có thấy rằng là Kim Toàn làm rất là tĩnh luôn, động tác không di chuyển, suy chuyển, xoay đổi liên tục sột soạch, rất là tĩnh, rất là chậm rãi, rất là đùng đỉnh, từ tốn, đúng không ạ? Tĩnh, chậm rãi, đùng đỉnh, từ tốn. Tĩnh, chậm rãi, đùng đỉnh, từ tốn. Thật tĩnh nhá, thật đùng đỉnh, thật chậm rãi, thật từ tốn. Rất là đơn giản đúng không? Chỉ cần vào tư thế và ngủ luôn một giấc trong tư thế trong khoảng 3 phút. Lưu ý này, trong quá trình giữ tĩnh trong 3 phút đó, để tĩnh được thì không thể nói miệng là tĩnh, mà tĩnh ở đây giống như các bạn cân ấy, cân một cái đồ vật gì đó, thì các bạn phải cân là, giả thiết như bây giờ các bạn giữ tĩnh trong vòng 3 phút mà các bạn cân một cái lực là tầm khoảng 5 kg nhé. Nhưng khi đổ đúng 5 kg vào cái đĩa cân thì cái cân nó sẽ giữ ổn định cái lượng là 5 kg, có đúng không? Nhưng nếu như các bạn lát lại nhả ra nhả vào, nhả ra nhả vào, chân co chân duỗi, giống như mình đang đứng trên bàn cân ấy,
mà mình không đứng tĩnh, mình cứ bước ra bước vào, nhấp nhổm nghiêng người phải trái, đúng không? Thì rõ ràng trọng lượng cơ thể của bạn vẫn vậy, nhưng cái chỉ số cân ở trên bàn cân sẽ không được ổn định. Có lẽ là chúng ta cân cả tiếng đồng hồ cũng chưa chắc đã ổn định được cân nặng. Rồi, thì đấy là cái lưu ý rất là đặc biệt nhá. Thôi buông lỏng, nhổm dậy thật thoải mái. Rồi, động tác cuối nhá, đưa xa hai tay của mình về sau, kéo ngửa cái bàn chân vào lòng này, đẩy lên. Hơi khó một chút, chúng ta sẽ cố gắng giữ khoảng 3-40 giây thôi. Móc hai cái ngón chân cái của mình vào nhau, kẹp vào nhau, đúng rồi. Thật tĩnh nhá. Hơi nhọc một chút, nhưng rất xứng đáng, cực kỳ xứng đáng để chúng ta thử thách và nâng cấp sức khỏe của mình lên những cái tầm cao mới. Các cái buổi trước Kim Toàn chia sẻ cực kỳ nhiều các kiến thức về phát triển cá nhân. Và chỉ khi chúng ta khỏe mạnh thực sự thì chúng ta mới có thể tự chăm sóc bản thân của mình. Ngoài ra mình còn có thêm kiến thức để chăm sóc cho người thân của mình nữa. Vậy thì quá xứng đáng để chúng ta dành thời gian làm cái việc tập luyện yoga, đúng không? Thật tĩnh nhá. Rồi, hạ xuống. Rồi, thu hai chân của mình lại. Rồi, xoay về trước, nâng hai tay ngang vai, lắc lư cái lưng của mình này, đúng không? Buổi tập đến đây là kết thúc ở đây. Các bạn cứ lắc lư một chút cho nó dễ chịu và thoải mái nhá. Mỗi hôm thì Kim Toàn đã truyền tải một chút thông tin. Nếu như mà các bạn chỉ tập một vài buổi đấy, vì một cái lý do nào đó mà các bạn không tập nữa, thì các bạn sẽ không nhận được những cái điều tốt đẹp ở những cái bài cuối đâu. Và thường là có rất nhiều bài thì rất là tào lao, các bạn sẽ cảm thấy rất là tào lao. Và cũng có nhiều bài mà Kim Toàn nói rất là chán, cũng có nhiều bài Kim Toàn chia sẻ cũng rất là dở, nhưng cũng có rất nhiều bài có giá trị. Lý do đơn giản là Kim Toàn chia sẻ cho tất cả mọi người, chứ không phải cho một cá nhân nào cả. Vậy thì cái nhu cầu mà không đúng với nhu cầu của các bạn, làm chán các bạn ấy, nhưng lại là rất tốt đối với người khác, có đúng không? Rồi, xoay cái cổ một chút xíu. Trong trường hợp mình ngáo cổ, đau cổ thì mình xoay chậm chậm thôi nhá. Kim Toàn xoay hơi nhanh một chút, các bạn có thể xoay chậm lại hơn một chút. Rồi đổi bên. Thôi, buổi tập đến đây thì kết thúc ở đây. Chúc các bạn một ngày làm việc thật là hiệu quả, thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở trong video của lần tiếp theo cùng với Kim Toàn nhé.